Thưa quý vị, mới đây tại huyện Crong Bắc, tỉnh Đắk Lắk, lô sầu riêng tươi đầu tiên đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây là lô sầu riêng đầu tiên của nước ta được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Trong suốt quá trình gần 4 năm đàm phán, ngày 11 tháng 7, nghị định thư quy định về kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký kết theo đó, cả nước có 51 mã số dùng trồng và 25 cơ sở đóng gói được phía hải quan Trung Quốc phê duyệt đủ điều kiện xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Trong đó, Đắk Lắk là tỉnh được phê duyệt nhiều nhất với 23 mã dùng trồng, với diện tích hơn 1.500 hecta và 4 cơ sở đóng gói. Theo quy định, sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc phải tuân thủ các luật quy định và tiêu chuẩn liên quan vệ sinh an toàn thực phẩm của Trung Quốc và các yêu cầu trong nghị định thư không nhiễm các chất thuộc kiểm dịch thực vật được phía Trung Quốc quan tâm. Sau khi được cấp phép xuất khẩu chính ngạch, giá sầu riêng đã tăng gấp rưỡi, từ 50.000 đồng lên khoảng từ 70.000 đến 75.000 đồng một ký. Tham gia đợt xuất khẩu đầu tiên này, cả nước có 8 đơn vị, mỗi đơn vị đăng ký xuất khẩu từ 60 đến 100 tấn. Việc tổ chức lễ công bố xuất khẩu chính ngạch chuyến hàng sầu riêng đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk là niềm tự hào không chỉ của người trồng sầu riêng Đắk Lắk mà còn là niềm vui chung của người dân vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới hiện nay. Xuất khẩu chính ngạch trái sầu riêng sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này. Hiện Việt Nam có gần 3.000 hecta sầu riêng chính thức được cấp phép xuất khẩu sang Trung Quốc. Như vậy đến nay, Việt Nam đã có 11 loại trái cây được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này.